Em xin giới thiệu đến quý anh chị và các nhà đầu tư. Lô đất Dãy có tổng diện tích là 1,7 hecta quý anh chị nhé. Đó, lô đất Dãy chúng ta có địa chỉ tại xã Ia Đờ Reng, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Và lô đất Dãy chúng ta thì có mặt tiền đường đất đường lầu 2 như thế này là gần 60 mét quý anh chị nhé. Trên đất thì có một căn nhà yến gia chủ mới xây dựng và có nhà ở quý anh chị nhé. Có giếng tưới, điện ba pha, được trồng toàn bộ là cà phê Đông Đặc và đã trồng được xen vào trong rẫy của chúng ta là 150 cây sầu riêng năm thứ ba quý anh chị nhé. Và căn nhà yến của chúng ta thì gia chủ sẽ để lại chỉ bán cho chúng ta là còn lại diện tích là 1,6 hecta thôi quý anh chị nhé. Tổng diện tích là 1,7 hecta nhưng gia chủ đã cắt ra một sào để chúng ta cắt bỏ cái nhà yến này ra ngoài quý anh chị nhé. Gia chủ sẽ để lại căn nhà yến này. Và quý anh chị và quý nhà đầu tư nào nếu chúng ta có nhu cầu nuôi chim yến thì gia chủ sẽ bán một sào nhà yến này cho chúng ta luôn với giá cả thương lượng sau quý anh chị nhé. Và diện tích 1,6 hecta có nhà ở, có điện ba pha, có giếng tưới, cà phê thì trồng Đông Đặc và đã trồng được 150 cây sầu riêng năm thứ ba thì gia chủ có gửi em bán với giá là 1 tỷ 300 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 1 tỷ 300 triệu là còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Và lô đất Dãy chúng ta thì đất đỏ ba gian quý anh chị có thể quan sát ạ. Đất chúng ta có độ thoải nhẹ nhẹ thôi quý anh chị nhé. Và từ vị trí này di chuyển đến trung tâm ủy ban xã Ia Đờ Reng, trường học chỉ khoảng 2 km và di chuyển ra quốc lộ 14A tuyến đường Bắc Nam chỉ khoảng 4 km quý anh chị nhé. Và chúng ta di chuyển ra đến thị trấn, trung tâm thị trấn Nhân Hòa chỉ khoảng 7 km thôi. Di chuyển toàn bộ là bằng đường nhựa, đường to rộng và đẹp quý anh chị nhé. Và hiện tại thì gia chủ chúng ta đang mong muốn với cái giá là 1 tỷ 300 triệu quý anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì cứ gọi điện cho em theo số điện thoại em có ghi sẵn trên màn hình để kết bạn Zalo với em ạ. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn thêm cho quý anh chị cụ thể hơn. Và nếu quý anh chị nào có nhu cầu nuôi nuôi chim yến thì gia chủ sẽ bán lại tiếp cho chúng ta một sào có luôn căn nhà yến với mức giá thương lượng sau quý anh chị nhé. Cà phê của chúng ta thì gia chủ trước đây có trồng cà phê giống ngày xưa thì trái bé nên gia chủ đã cắt bỏ để ghép lại toàn bộ là giống mới quý anh chị nhé. Toàn bộ là giống cà phê mới, giống trái to đẹp luôn ạ. Và đây là căn nhà trong đất của chúng ta luôn quý anh chị nhé. Căn nhà của chúng ta cũng rất là rộng và kiên cố và đẹp luôn. Thì quý anh chị nào quan tâm thì cứ đến xem trực tiếp ạ. Có điện ba pha và có giếng tưới quý anh chị nhé. Và chúng ta chỉ di chuyển khoảng 500 mét đường đất thôi là chúng ta đã di chuyển ra đường nhựa và toàn bộ là di chuyển đường nhựa ra trung tâm quý anh chị nhé. Và khu vực đường đất của chúng ta là đường lô 2 thì hai đầu đã đổ đường nhựa hết rồi quý anh chị nhé. Chỉ còn lại khoảng gần 1 km làm khúc giữa là chưa đổ nhựa thôi quý anh chị nhé. Hai đầu đã đổ nhựa hết rồi và khúc giữa thì là khu vực đất chúng ta luôn thì chưa đổ nhựa quý anh chị.